Trào lưu làm ảnh đại diện bằng AI tiếp tục gây sốt mạng xã hội. Tin tức đáng chú ý có trong cụm tin sau đây. Nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam đã thay ảnh đại diện được tạo bằng trí tuệ nhân tạo tích hợp trên ứng dụng Zalo. Theo nhà phát triển, Zalo AI Avatar là một tính năng mới có khả năng tạo ảnh đại diện để người dùng tạo ra những bức hình chân dung độc đáo với nhiều phiên bản và tùy chọn phong cách khác nhau. Mỗi tài khoản có 50 lượt sử dụng miễn phí một ngày, tính tổng các lượt tạo, nếu hết phải chờ qua ngày hôm sau để tiếp tục trải nghiệm.